Xin chào các anh chị, trong bài này chúng ta sẽ được hướng dẫn cách thay đổi giao diện cho nó phù hợp với phong cách của từng người khi mà sử dụng email. Thì các anh chị muốn thay đổi một cái giao diện email thì các anh chị sẽ kích vào cái hình giao diện ở phía bên trên góc tay phải. Ở đây nó sẽ hỗ trợ để các anh chị có rất là nhiều giao diện các anh chị có thể chọn. Sau khi kích chọn một giao diện, các anh chị chọn đóng lại thì giao diện nó sẽ được thay đổi. Có thể chọn cái mẫu sẵn trong này, nó cũng có là khá là nhiều cái giao diện để chúng ta có thể thay đổi và lựa chọn. Xin cảm ơn các anh chị.